Bé nghe kể chuyện cây táo. Hôm nay cô Ngân sẽ kể cho các bạn lớp mầm 1 nghe câu chuyện cây táo. Các bạn cùng lắng nghe với lớp mầm 1 nha. Giờ học nghe kể chuyện này, cô Ngân khen các bạn lớp mầm 1 vì các bạn đã lắng nghe cô kể thật là chăm chú và hăng hái giơ tay phát biểu nè. Ở tiết học sau, các bạn lớp mầm 1 sẽ kể lại câu chuyện này cho chúng mình nghe nha.